Video này được tài trợ bởi Mesto. Mẹ ơi, chúng ta cần đồ chơi mới. Ok. Mẹ chỉ có búp bê Barbie thôi. Búp bê Barbie ư? Đúng vậy. Lại đây với mẹ. Đi ra đây. Đi thôi nào. Năm búp bê Barbie nào. Hãy mở nó ra. Vâng. Wow. Ok. Cool. Wow, Nicky nhìn kìa. Tất cả bọn họ màu tím. Có sự thay đổi màu sắc nè. Hãy nhìn những thứ bên trong. Chỉ cần mở cái này. Wow. Chúng ta có một con búp bê và rất nhiều phụ kiện cho cô ấy. Chúng ta có 4 túi. Cho nước vào. Ok. Thêm nước ấm. Và dừng lại. Ok. Và nó thay đổi màu sắc. Wow. Wow. Con có một áo tắm hình bổng ngô. Nicky, chúng ta hãy thử nó. Dạ. Lần thứ hai, màu sắc của búp bê giúp ta liên tưởng đến loại thức ăn. Oh, Nicky nhìn kìa. Cô ấy có một mái tóc bạc trắng và áo tắm màu cam. Oh, và nó là gì nhỉ? Wow, kem, em thích kem. Nào, nhìn nếu bạn muốn có một con. Wow, nhìn vào tất cả các bộ sưu tập. Chúng được làm bằng gì nhỉ? Dạ, sếp. Sử dụng nước lạnh. Trông đẹp đấy. Đẹp. Kem. Váy kem. Hãy làm và sửa chữa nó. Cô ấy là thật sự rất đẹp. Ồ, mùi gì ấy nhỉ? Ồ, mùi như kem ấy. Mỗi búp bê có một hình ảnh thực phẩm với một bộ tóc giả có mùi thơm tương ứng. Wow. Bây giờ chúng ta hãy mở. Wow, áo tắm đẹp và màu sắc. Con có một bánh taco. Mẹ có một chiếc bánh rán. Và em có một chiếc bánh pizza. Wow. Mình thích pizza và bánh rán. Oh, tóc màu xanh, trang điểm đẹp, môi và phấn mắt. Tóc màu hồng. Oh, thật kinh ngạc. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta có 5 con búp bê. Oh, đẹp quá. Mỗi búp bê có một sự kết hợp khác nhau của màu mắt, màu sắc của sợi tóc điêu khắc và màu da, đồ trang trí. Cái này có mùi như bỏng ngô. Quá ngọt ngào. Cái này có mùi như bỏng ngô. Thật đấy. Sử dụng các ống để lưu trữ những con búp bê và búp bê Barbie khác cùng phụ kiện. Oh, 5 búp bê Barbie trong bộ quần áo khác nhau. Oh, mẹ ơi, chúng ta cần một nhà Barbie. Oh, vâng, tất nhiên chúng ta cần nó. Và xe hơi. Xe hơi ư? Vâng, và xe hơi Barbie. Xin chào. Chúng tôi cần một ngôi nhà Barbie trong mơ. Được rồi, tôi sẽ giao nó cho bạn. Chào. Giao ngôi nhà Barbie trong mơ đây. Wow. Đó là ngôi nhà tốt nhất cho búp bê Barbie của chúng ta. Yeah. Đi lên lầu. Tinh. Chào. Ok. Oh, sofa đẹp. Bạn sẵn sàng cho niềm vui chưa? Cần xe hơi Barbie. Oh, tất nhiên. Chúng tôi cần một chiếc xe Barbie. Được rồi. Barbie, na na na. Sao xe hơi Barbie đây? Wow. Nhiều mẫu hơn trong năm 2020. Bạn sẵn sàng cho niềm vui chưa? Mẹ ơi, chúng ta cần máy bay. Xin
Xin chào, chúng tôi cần máy bay cho Barbie. Giao máy bay đây. Oh, thật không vậy? Wow, đó là một chiếc máy bay. Yeah, máy bay Barbie. Hãy mở ra nào. Hãy xem những gì chúng ta có ở đây. Wow. Wow. Hãy thắt dây an toàn. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để bay. Cảm ơn bạn đã lựa chọn hãng hàng không Barbie. Thật kinh ngạc. Yeah, yeah, yeah. 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 Này các phụ huynh, một búp bê Barbie màu sắc có sẵn tại Walmart, Target và Amazon. Đây là video quảng cáo cho Mattel. Tám biết.